Cao Bằng không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều di tích lịch sử mang tầm quốc gia, mà Cao Bằng còn được ví như viên ngọc xanh của vùng Đông Bắc với nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, quyến rũ lòng người. Đến với miền non nước Cao Bằng như đến với miền cổ tích, mỗi tấc đất, mỗi di tích, hiện vật nơi đây mang trong mình những câu chuyện văn hóa, lịch sử. 20 cây di sản Việt Nam quý hiếm tọa lạc trên vùng đất địa linh này cũng là những câu chuyện hấp dẫn, là minh chứng cho sức sống mãnh liệt, trường tồn, dẫu trải qua hàng trăm năm vẫn vươn cao, tỏa bóng mát, linh thiêng. Giữa đại ngàn núi non hùng vĩ, những cánh rừng xanh ngát, trùng điệp trải dài giữa bầu trời mênh mông. Đó là những cây cổ thụ, những cánh rừng nguyên sinh có hàng trăm năm đến 1.000 năm tuổi, vẫn sừng sững, hiên ngang, được ví như cụ già nhân từ, cây cao bóng cả, tỏa bóng che chở con cháu, một biểu tượng rất đỗi mộc mạc, thiêng liêng trong không gian văn hóa của các dân tộc Cao Bằng. Rừng nghiến nguyên sinh Bó Giường nằm cạnh quốc lộ 4A từ thành phố Cao Bằng đi Thạch An, cách thị trấn Đồng Khê 7 km, với diện tích hơn 9 hecta cùng hàng trăm cây gỗ quý có tuổi hàng nghìn năm. Với hệ sinh thái đa dạng, kỳ bí nằm trên triền núi đá vôi. Ngoài giá trị là rừng nguyên sinh, Bó Giường còn lưu giữ những chứng tích của trại giam phi công Mỹ trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Từ ngàn xưa, đồng bào dân tộc Tày nơi đây đã có ý thức bảo vệ cánh rừng này. Bởi với bà con, rừng như là mạch nguồn của sự sống, là nơi che chở cho họ. Rừng như một phần cơ thể của họ không thể tách rời. Chính vì thế, dân bản đã xây miếu thổ công để tôn thờ những giá trị tốt đẹp của rừng cây cổ thụ. Đây cũng là nét đẹp văn hóa của Cao Bằng. Theo đi như địa phương và theo truyền thống của địa phương để lại vào chúng tôi là những thế hệ trẻ để kế cận bảo vệ, để tôn bảo vệ, để giữ gìn rừng đầu nguồn của thôn là một. Thứ hai, từ lúc nghe các cụ kể lại thì đây là cái rừng trước khi lập thôn, lập bản, lập ấp thì bà con đã có tín ngưỡng thờ phụng nguồn nước đầu nguồn của thôn. Thế mà những con người khai phá về thôn thì đã được bảo vệ từ lúc các cụ truyền lại, đã từ lúc mới lập thôn rồi. À, dạ vâng, vậy thì cái cánh rừng này thì đã có cái tuổi thọ như thế nào và được người dân gìn giữ, nó bảo vệ ra sao? Như tôi cũng là nhân vật thế hệ trẻ thôi, không rõ là từ lúc nào, nhưng vẫn theo kể được biết là từ lúc xa xưa các cụ, trong cách đây khoảng mấy trăm năm khi lập thôn lập bản ở đây. Thế mà còn về bà con hàng năm bảo vệ rừng ấy, thì cũng theo truyền thống các cụ để lại, đấy là cái chỗ linh thiêng của thôn bản. Các con cũng phải giữ lại cái nét văn hóa, tín ngưỡng của thôn và bảo vệ cội nguồn, nhất là cái mỏ nước đầu nguồn của để cả thôn sinh hoạt. Đấy, cái miếu của thôn dựng lên cũng là như lúc nãy vừa nói, là từ ban đầu có thôn bản. Đấy, cái miếu này cũng về một là cái tín ngưỡng, thứ hai cũng để là cái công sức và cái hàng năm để tạo ra những cái công để bảo vệ. Thờ cúng thì vào những ngày rằm mùng 1 và các lễ hàng năm của thôn, của địa phương các có quy định từ các cụ để lại. Cái thờ cúng là cũng là sự tôn trọng, tôn nghiêm của thôn bản. À, vậy thì ở bên cạnh đó thì người dân ở xóm của mình thì đã có những cái quy ước là để bảo vệ rừng. Vậy thì cái quy ước đó được thực hiện như thế nào? Cái quy ước thì cũng dựa trên truyền thống. Hàng năm cũng được lấy ra để truyền đọc cho bà con toàn thôn biết, xong là mọi người cùng thực hiện và cùng cam kết để thực hiện. Còn các quy ước cũng dựa trên cơ sở pháp luật là một, thứ hai là truyền thống của các cụ đã để lại, thì con cháu thì luôn luôn phải giữ gìn và bảo vệ được quy ước cũng như là bảo vệ được rừng cũng ngược lại cũng là bảo vệ được quy ước. Các quy ước của thôn là đầu tiên là cấm chặt phá, thứ hai cấm thả gia súc gia cầm, thứ ba nữa là khi các cây đổ vỡ tất gì về thuộc về cái cội nguồn, vấn đề cội nguồn không được mang về sử dụng để tránh cái ảnh hưởng đến các thảm thực vật và những cái cây phát triển mai sau.
Hình thức là vẫn là giữ chung của cả tập thể, mà mọi người cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm và cùng bảo vệ và tố giác nếu phát hiện một trường hợp ở trong thôn hay là một người ở địa phương khác khi vi phạm vào quy ước của thôn cũng như là luật lệ bảo vệ rừng thì cũng báo cho thôn để xử lý. Nhưng từ trước đến nay thì thôn cũng được tuyên truyền cho bà con cũng chưa phải là phải xử lý một vụ nào, từ đấy là ý thức tự giác của bà con thôi. Đối với mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình đã in sâu trong tâm thức. Đặc biệt, ở các đình, chùa, miếu luôn có những cây cổ thụ tỏa bóng mát, linh thiêng, được tôn thờ như vị thần, gìn giữ đất đai, che chở, giúp ích cho dân làng. Cụm cây di sản ở đền Kỳ Sâm thuộc xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng là cây di sản Việt Nam, có ý nghĩa rất lớn. Dưới tán cây di sản này còn bao nhiêu lớp trầm tích văn hóa gắn với cộng đồng hàng trăm năm. Theo các cụ cao niên trong làng Bản Ngần, xã Vĩnh Quang, nơi ngôi đền tọa lạc kể lại, trước đây, sau khi Nùng Chí Cao mất, đền được đặt tại đỉnh núi Khao Giấm, đỉnh cao nhất của dãy núi Kỳ Sâm. Cùng với ngôi đền Kỳ Sâm, dân làng thấy đã có cây đa xuất hiện từ trước. Cây đa cổ thụ tại đền Kỳ Sâm được phỏng đoán từ 800 đến 900 năm tuổi. Cũng trong khuôn viên đền Kỳ Sâm có cây muỗng có tuổi đời khoảng 400 năm. Liền kề cây muỗng là cây gạo được trồng muộn hơn trước thời Pháp chiếm đóng Cao Bằng, tuổi ước độ trên dưới 200 năm. Đây là điểm nổi bật nhất của cụm ba cây cổ thụ đền Kỳ Sâm, cùng những câu chuyện lịch sử của một thời trong công cuộc khai khẩn vùng đất cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cây được công nhận là cây di sản Việt Nam đều có những điểm đặc biệt và giá trị riêng gắn với từng địa phương. Cây rẻ di sản gần 150 tuổi tại xóm Bản Khấy, huyện Trùng Khánh cũng rất đặc biệt. Bởi nói đến Trùng Khánh, bất cứ một du khách nào cũng nghĩ ngay đến hạt rẻ, một loại đặc sản gắn với vùng đất đẹp quyến rũ lòng người này. Và hạt rẻ cũng là sản phẩm được huyện Trùng Khánh xây dựng thành sản phẩm OCOP. Chính vì lẽ đó, Trùng Khánh có được cây rẻ di sản này không những là niềm tự hào của người dân mà một lần nữa khẳng định được thương hiệu mang tên hạt rẻ Trùng Khánh. Ở tỉnh ta thì cái đa dạng sinh học rất cao và trong ấy có những cây đặc hữu cực kỳ quý hiếm. Mà cây rẻ là một trong những cây đặc sản quý hiếm của đất nước ta. Mà vinh dự cho tỉnh Cao Bằng là có cái hạt rẻ mà cái hạt rẻ ở ngay tại Trùng Khánh. Ở đây chính là quê hương của những cây rẻ tốt và đồng thời là những cây rẻ mà nổi tiếng của đất nước ta. Và chúng tôi đã vinh danh cây này bởi vì cây này so với những cây rẻ khác ở những vùng xung quanh tỉnh Cao Bằng này thì đây là một những cây rẻ cổ thụ nhiều năm tuổi nhất. Trên 100 năm tuổi mà từ thời ông cha của gia đình chủ nhân của cây rẻ nói là từ thời ông tôi trồng rồi tôi cũng chưa biết là nó bao nhiêu nhưng mà cũng phải trên 100 năm, gần 200 năm này. Và hiện nay thì cây rẻ đang trở thành một trong những cây đặc sản quý của tỉnh Cao Bằng. Mà phong cảnh của vùng thiên nhiên ở đây thì cũng rất ưu đãi. Mà cây rẻ là một trong những cây mà nó có dáng đẹp, quả ngon, dáng đẹp mà cốc tán của nó là rất rộng, thuận tiện cho việc rất tham quan. Ngay tại cây rẻ ở tại Bản Khấy này cũng như vậy thôi. Hiện tại thì gốc rẻ rất là bằng phẳng, có những thảm cỏ mướt và bên cạnh đó có những đồi rẻ mà đồng bào cũng đang trồng mà thu hoạch cao lắm. Theo đồng bào nói là một cây rẻ ở đây thu hoạch như thế là hàng triệu đồng mỗi năm cơ. Thành ra là nhân dân ở đồng bào địa phương ở đây cũng đang tích cực trồng cây rẻ để phát triển. Hồi chúng tôi biết được cây rẻ này cũng bởi vì rằng là qua cộng đồng, đặc biệt là qua đồng chí Nông Thanh Tùng. Xưa kia đồng chí là bí thư của huyện này đã giới thiệu chúng tôi đến đây để tìm cây rẻ này. Và quá trình là cây rẻ này có đủ tiêu chí trở thành cây rẻ cổ thụ của Việt Nam ta.
cây lớn lên, trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Nó gắn bó với cuộc sống của người dân và nó trở thành cây linh thiêng trong vùng cần được bảo vệ. Được biết, dù quá trình làm hồ sơ rất công phu, vất vả, nhưng với nhà khoa học, cây đã lớn lên cùng đất, cùng người, cây có hồn cốt cha ông trong đó. Nhìn cây, ta tưởng nhớ cội nguồn, nên việc bảo tồn cây di sản Việt Nam là trách nhiệm, nghĩa vụ, không phải của riêng ai, mà mọi người đều phải có ý thức chung để bảo tồn, phát huy giá trị cây di sản. Đó là sự đối đãi tử tế nhất, nhân văn nhất của con người đối với mẹ thiên nhiên. Đặc biệt, với danh hiệu công viên địa chất UNESCO non nước Cao Bằng, Cao Bằng không chỉ trở thành điểm nhấn mới trong bản đồ di sản Việt Nam mà còn góp phần tích cực trong việc kích cầu du lịch. Du khách đến với Cao Bằng, ngoài tham quan các di tích lịch sử, sẽ có cơ hội khám phá những giá trị thiên nhiên, đặc điểm địa chất và đa dạng sinh học, hướng tới phát triển du lịch xanh, tận dụng các thế mạnh của địa phương. Đây là những cái việc mà tôi cho là thiên nhiên đã ưu đãi cho tỉnh Cao Bằng, cả về di sản thiên nhiên và di sản văn hóa. Những thế mạnh này đã chắp cánh cho tỉnh Cao Bằng có thể phát triển một cách bền vững trong tương lai, đặc biệt hướng tới những cái du lịch phát triển cộng đồng, du lịch bền vững. Và hiện nay một xu thế chung tức là du lịch xanh, và chúng ta đã đáp ứng được yêu cầu đấy. Cộng đồng các dân tộc Cao Bằng đã chăm lo đến việc này. Nhiều địa phương trong tỉnh hiện giờ là đã thống kê những cây cổ thụ trong tỉnh mình, trong địa phương mình quản lý để có thể bảo tồn vĩnh viễn được, đồng thời giới thiệu đây là những điểm tham quan tốt, ví dụ ở Trùng Khánh và nhiều nơi khác. Rất là hoan nghênh ở Trùng Khánh đã làm được việc, tức là giới thiệu cho các địa phương để thống kê những cây cổ thụ trên toàn lãnh thổ do mình quản lý. Đây là một việc làm hội cảm thấy rằng là phát huy sức mạnh cộng đồng trong việc gìn giữ môi trường sinh thái. Cao Bằng là tỉnh đa dạng sinh học cao, và kể cả thiên nhiên, kể cả văn hóa. Hai cái tài sản này nó là một cái hành trang rất quý cho tỉnh ta trong phát huy phát triển, xây dựng kinh tế sau này. Về đa dạng sinh học, phải nói rằng là đây là một sự sống hài hòa với thiên nhiên. Sống hài hòa với thiên nhiên, mọi vùng đều xanh mướt, mọi vùng đều những cây có những cây xanh, có những cây cổ thụ quý. Thì tôi cho là đây là những cái việc làm mà cần phải gìn giữ, cần phải bảo vệ. Không những thế mà hiện nay trong phong trào chung, tức là phải tiếp tục nâng nó lên và trồng nhiều thêm nhiều cây nữa, bảo vệ nhiều rừng hơn nữa, trồng những cây quý hiếm theo những dự án của chính phủ. Mà cái sức mạnh quan trọng tức là làm thế nào để cộng đồng, đồng bào địa phương cũng thấy vai trò của địa phương đối với bây giờ gìn giữ di sản, bảo tồn thiên nhiên và tăng cường tính đa dạng sinh học. Trong tương lai không xa thì Cao Bằng sẽ là điểm, chúng tôi tin tưởng Cao Bằng sẽ là điểm tham quan rất dẫn, bởi vì di sản thiên nhiên, di sản văn hóa là những chùm gọi là tài sản quý giá của nhân dân, của các dân tộc Cao Bằng và của tài sản của một quốc gia. Thì Cao Bằng là một nơi cội nguồn cách mạng, cần phải xây dựng Cao Bằng trở thành những cái điểm mà sáng. Màu xanh, màu của sự sống. Và những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát này cho ta thấy sức sống mãnh liệt, mặc dù nó đã trải qua những năm tháng dài và bị tác động bởi thời tiết khắc nghiệt. Màu xanh ấy tạo nên không gian trầm mặc, cổ kính riêng có của nó. Đây là điểm nhấn đặc biệt trong bức tranh đầy sắc màu tuyệt đẹp của quê hương Cao Bằng. Đây chính là nhân chứng sống động nhất về một tiến trình phát triển của lịch sử miền non nước Cao Bằng, đặc biệt là một trong những nguồn lực nội sinh để Cao Bằng xác định du lịch xanh là hướng phát triển bền vững. Trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thương kéo về làm tổ, và em như cơm lan mọc từ những cành cổ thụ ra kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đời.